right place. Yeah, only near, right? No there? No, that is not. This okay. is telling lie. Telling lie, thấy chưa các bạn? Medium. Medium? Because there was five of them. Five of them, yeah. Nhà cao hơn cái tòa nhà này đúng không ạ? Mình sẽ... Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem một kiến trúc rất là đỉnh luôn các bạn. Và đây là một cái nhà cổ rất là, nhà này rất là lớn các bạn. Và ở Việt Nam mình có cung tử Bạc Liêu đúng không các bạn? Thì ở đây là 200 năm trước có một, người ta gọi là một nhà buôn lớn nhất ở cái miền Tây Ấn Độ này. Ông ta cho xây dựng 5 cái biệt phủ gọi là Haveli. Và cái Haveli đầu tiên thì ổng cho người ta xây dựng trong vòng 55 năm. 55 hay 52 nhỉ? 55 năm thì nó mới hoàn thành được cái Haveli đầu tiên. Mà ổng đã cho người ta xây dựng tới 5 cái Haveli. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái Haveli này nó hoành tráng tới cỡ nào và nó đẹp tới cỡ nào ha. Đảm bảo là bạn thấy là bạn mê luôn các bạn. Bây giờ thì mình đang ở trên đường phố Ấn Độ các bạn. Nhưng mà trước hết thì mình phải đi uống nước lựu cái đã các bạn. Tại vì ngày hôm nay mình chưa uống nước lựu. Ngày nào cũng mình cũng uống nước lựu cả. Và bây giờ mình đang khát nên bây giờ phải đi uống nước lựu đã. Tại vì nước lựu ở đây rất là ngon và rất là nổi tiếng các bạn. Vì mấy cái nước mà nóng mà sa mạc như thế này nên uống nước lựu các bạn. Ví dụ như mấy cái trái như là trái cam của nó rất là dở, nhưng mà trái nước lựu thì rất là ngon các bạn. Mấy cái trái như là nước lựu, chuối rất là ngon. Dừa nó cũng dở lắm. Big one. Big one, yes. Ui, sao cái trái này nhìn nó sweet lemon. À, lemon. Cái này trái chanh hay gì nó, vỏ nó rất là mềm. Ngày nào mình cũng uống nước này các bạn, rất là ngon. 100, right? Yes, 100. Yeah. Yes, pomegranate. Oh my god, thank you. Wow, nguyên chất luôn các bạn, không có đường, không có đá luôn. Oh ho ho. 300 rupiah lei basala. Oh trời. Rẻ cực luôn. Có 100 ruby à. Mà không đường, không đá luôn các bạn, nguyên chất luôn á. Ôi trời. Uống xong ly nước, mình sẽ đi. Mình có thể vào bên trong đó mình tham quan luôn các bạn. Nó lớn tới nỗi mà bây giờ nó thành là một cái viện bảo tàng luôn rồi các bạn. Nhà buôn lớn nhất thời đó các bạn. Ông xây cái đó thì ông xây 5 cái lận. Bây giờ thì 4 cái thì dòng họ của ông vẫn còn ở. Và một cái thì chính phủ bảo quản, bây giờ nó làm viện bảo tàng. Một cái. Bạn xem, ở đây có rất nhiều bò luôn các bạn. Và bò ở đây người ta rất là coi trọng và người ta không ăn thịt bò các bạn. Tại vì ở đây là Ấn Độ và Ấn Độ giáo thì không ăn thịt bò. Nên là bò ở đây nó cứ nhông nhông vậy thôi. Đó, nó chạy giống như là ở nông thôn các bạn. Nhưng mà ở đây là một thị trấn lớn. Nhà ở đây kiến trúc nó như thế này nè các bạn. Bạn xem kỹ vào. Xem cái chi tiết của nó nè. Rất là tinh xảo luôn các bạn. Rất là chi tiết, rất là nhỏ chi tiết, tinh xảo luôn các bạn. Đây chỉ là nhà bình thường thôi. Và bạn sẽ thấy cái Haveli này nó như thế nào. Nhà bình thường mà nó như này thì cái nhà của người giàu nhất ở Ấn Độ, ở miền Tây Ấn Độ lúc đó thì nó sẽ như thế nào ha. Nhà ở đây nó cũ như thế này nè các bạn. Cũ chưa? Ở đây thì khắp nơi đều nhà như này cả. Ví dụ như đây là nhà mới nè. Còn đây là những nhà cũ nó sẽ như thế này. Đường rất là nhỏ các bạn. Đây là như là một cái giống như Hội An vậy các bạn. Nhưng mà ở đây có rất là nhiều Hội An. Hình như đây là cái mặt sau của cái Haveli rồi các bạn. Đây là mặt sau của nó, mình xem. Nhìn cái cửa của nó nè. Wow, mình xem chi tiết của nó kìa. Cực kỳ chi tiết luôn. Thiết kế của nó đúng đỉnh luôn các bạn. Đây chỉ là cái mặt sau của một cái Haveli, thật ra còn rất là nhiều nữa. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi.
Bây giờ mình sẽ đi vòng lên đằng trước. Wow, rất là cổ, rất cũ các bạn. Cái này từ 200 năm trước, không phải mới bây giờ đâu. Hồi đó làm thì hầu hết là làm thủ công, tốn rất là nhiều thời gian. This is Haveli. Haveli? Yes, here you can go inside. No ticket, free, because it's under the government of Rajasthan. You know Patwa Haveli? They have a 5 building. Yeah. This is one of them. One of them, this only one, this of government. Right. Where are you from, sir? I'm from Vietnam. Vietnam? Yeah, yeah. From inside, I can answer you if you're interested to ask anything about the Haveli. Yeah. Sure. But this one is big guest or the small one? It's medium. Medium? Because there was 5 of them. Five of them, yeah. The Haveli, you don't have to look there. You are not obliged to look shop, but it's Haveli. Are you sure? 100% sure. You don't have to buy. You are not. But ở đây là vậy đó các bạn. Họ sẽ tiếp cận và mời gọi mình. Nói chung là anh này là cũng dạng là đỡ các bạn, không phải là quá. Bây giờ mình đến được cái Haveli lớn nhất rồi các bạn. Bạn xem đây là cái Haveli lớn nhất và entrance from here. Ticket from there. Yeah. Entrance from here. So this is big. This is a big mansion of the town. It's the house of opium merchant family. So this is biggest Haveli. Yeah. This is 5 Haveli. From here to there is completely 5 Haveli. 3 is private, 2 is Oi? Here to five there? 5 Haveli. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. 5. Wow, the last. The one who stayed there, he said over there is a Haveli. It's the right place. Yeah, only near, right? Like, no there? No, that is not. This is him telling lies. Telling lies, thấy chưa các bạn? Yeah, anh này nói rất là chính xác. Này, dạ, dạ. Mình xem cực đỉnh luôn các bạn. Mình xem cái họa tiết của nó nè các bạn. Đỉnh chưa? Wow, cái này là cái lớn nhất và cái đầu tiên mà nó được xây dựng trong 55 năm các bạn. Cái này là của một người giàu nhất ở khu vực này, ở khu vực miền Tây Ấn Độ này. Ông đó là nhà buôn và ông xây dựng 200 năm trước. Cái này là 200 năm tuổi rồi nha các bạn. 200 năm trước ông cho xây dựng cái này trong vòng 55 năm. Bạn xem, lớn chưa? Cái này là có 5 cái như thế này, Haveli. Haveli trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là nhà đó các bạn. Cái này là Patwa Haveli, là nhà của ông Patwa này. Đây là vé, có giá vé đó là 50. Yeah, thank you. 50. 250. 250. Yeah. You are country? Vietnam. 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 Yeah. Okay. Do you know Vietnam? Do you know Vietnam? No, Vietnam is next to China. Bây giờ mình sẽ đi lên các bạn, mình sẽ. Rất là cổ luôn nha các bạn. Nhà ở đây thì toàn là màu vàng thôi. Ok. Bấm lỗ. Vietnam. Đa nê bà bài. Dhani bạn ở Shukriya. Shukriya bhai. Tại vì nằm ở trên con đường tơ lụa các bạn thì bạn xem những cái thiết kế, những cái phong cách như thế này các bạn. Please keep silent, là trong này là nên giữ im lặng các bạn. Đây gọi là người buôn Kothari này. Người buôn là hồi nãy mình thấy đề các bạn, Kothari là ông này là người đã xây cái này, là cái đầu tiên của các bạn, là 55 năm công nhân xây dựng trong 55 năm. Bạn xem bên này đẹp chưa? Wow, mấy cái chốt này lấp lánh chưa? Wow, làm hồi xưa thì làm hầu như là làm thủ công thôi các bạn, làm thủ công thôi nha. Những cái đồ vật của nhà vẫn còn ở đây các bạn. Tiền cổ nè, rồi sắt nè, chuông hay là những cái đồ bằng sắt này nè.
Đây là tiền của thời đó nha các bạn. Tiền của thời đó nó sẽ như 100.000 ruby luôn. Wow, 1 ruby, 100.000 ruby. Không biết cái tiền này kiểu gì luôn các bạn. Đẹp chưa? Wow, chi tiết chưa? Mà xem bên này, chi tiết chưa? Đỉnh chưa? Nhà của người gọi là giàu nhất các bạn, 200 năm trước. Cái này là trang phục của hồi xưa các bạn. Wow, những cái trang phục này là 200 năm các bạn. Anh xin. Wow, rất là nhiều luôn. Kiều quá rồi các bạn. Giàu quá bạn. Có kiều là cũng đúng luôn các bạn. Kiều. Wow, xe đạp này. 200 năm trước nha. Wow. Ma mị chưa? Ô khóa hồi xưa các bạn. Cái này là cái yên, giống cái yên lạc đà này các bạn. Yên lạc đà 200 năm trước nè. Ở đây người ta vẫn đi bằng lạc đà. Ở trên này còn nữa nè các bạn. Wow, lớn thật. Này rất là lớn đó. Còn ở trên lầu nữa. Trên lầu, những cái đồ ở trong nhà của người ta còn nguyên hết các bạn. Wow, đúng là làm trong 55 năm có khác các bạn. Mà xem, đây là mấy cái thùng đựng nước hình quả mìn. Ôi trời. Wow. Wow, trên đây cũng rất là đẹp các bạn. Wow, trên đây còn thậm chí còn đẹp hơn, sáng hơn luôn. À bạn xem, nhà trên đây rất là lớn và cao. View trên này, bạn xem. Đỉnh chưa? Đáng tiền chưa? Trên này chụp hình thì hơi bị đỉnh luôn rồi các bạn. Đẹp thiệt, những người Ấn Độ lên đây chụp hình rất là nhiều. Và bạn xem, cái mà người ta mong chờ nhất để mua vé vào trong này chính là cái view đáng đồng tiền này các bạn. View qua pháo đài. Pháo đài kìa. Đẹp chưa? Đây là view mà gọi là đỉnh nhất ở đây rồi các bạn. Ở giữa pháo đài luôn, mình thấy không? Nhà giàu phải cỡ như này các bạn. Cái pháo đài này thì được xây dựng 800 năm về trước. Và cái nhà này được xây dựng 200 năm về trước. Thị trấn này được gọi là thị trấn vàng của Ấn Độ các bạn. Bởi vì mọi thứ đều màu vàng và nó nằm ở ngay giữa cái sa mạc. Một cái thị trấn nhỏ nằm ngay giữa sa mạc và nó có một cái pháo đài cực đỉnh như thế này. Xem, đỉnh chưa? Tòa nhà này rất là cao. Ở khu này thì không có tòa nhà, không có mấy tòa nhà cao hơn cái tòa nhà này đâu các bạn. Mà nhưng mà cái mà đắt giá nhất ở cái tòa nhà này không chỉ là thiết kế đẹp hay là nó là cổ. Và những cái đồ trong nhà nó không phải là đắt giá nhất, mà mình nghĩ đắt giá nhất chính là cái view này các bạn. View đáng đồng tiền bát gạo luôn, bạn xem. Đây là tòa lâu đài của cái thị trấn này, tòa pháo đài của cái thị trấn này. Cực đỉnh luôn các bạn. Mình nghĩ cái này mới là cái đắt giá nhất nè các bạn. Và ai đến đây cũng nên đi đến cái nhà này, tại vì đây là người giàu nhất ở khu này. Và hồi xưa chắc chắn là sẽ nằm, nhà của họ cũng nằm ở một vị trí gọi là đẹp nhất và đỉnh nhất các bạn. Bên kia là tòa lâu đài xây 800 năm trước rồi, tòa pháo đài xây 800 năm trước rồi. Còn ở đây thì nhà này xây 200 năm trước, có nghĩa là cái người mà giàu nhất ở đây họ chọn cái vị trí này là vị trí gọi là đắc địa nhất để ngắm cái tòa lâu đài này và cái view đẹp nhất. Và nó cũng cao đủ để xem hết tất cả các xung quanh này các bạn. View cực đẹp luôn các bạn, ở giữa trung tâm rồi. Ở đây có thể là gọi là đắc địa nhất, gọi là trung tâm nhất của cái thị trấn này luôn các bạn. Cực kỳ đỉnh luôn. Cái ở trên này vẫn có rất là nhiều cái chi tiết để check-in này các bạn. Check-in cùng với cái view của cái thị trấn này. Bạn xem, ở đây có một cái giếng trời nè các bạn. Giếng trời này để ánh sáng nó đi vào luôn cho cả căn nhà các bạn. Cực đỉnh luôn. Người mà thiết kế cái nhà này cũng không phải là đơn giản các bạn. Từ bên này nhìn qua, đây là cái Haveli 2, 3, 4, 5. 5 cái Haveli mình thấy không? 2, 3, 4, 5. Đây là cái Haveli gọi là đầu tiên và cũng là lớn nhất luôn các bạn. Mấy cái kia, mấy cái sau thì nhỏ hơn một xíu. Mà mình nghĩ nó cũng sẽ tương tự thôi. Nhưng mà toàn là của dòng họ nhà này hết các bạn. Và nhà này giàu các bạn. Và con cháu họ lấy ra họ làm viện bảo tàng và cho khách tham quan các bạn.
để và họ gìn giữ được cái đồ vật của nhà họ nữa các bạn. Rất là đỉnh luôn. Wow. Xem view đây còn thấy được cố xe gió đằng xa kia nữa nè các bạn. Đỉnh chưa? Rất là nhiều chim nữa, quá đỉnh luôn. Xem bên đây mấy có mấy cái lan can nè, đỉnh chưa? Trên này nó có mấy cái bậc thang để đi lên ngắm cảnh nè, thấy chưa? Nhưng mà ở đây người ta làm mấy cái gai này để cho khách du lịch biết là ở đây không được đi lên. Ở trên kia nữa, người ta không cho đi lên. Người ta để cái gai này luôn, không cho đi lên luôn. Hay chưa? Chứ mà nếu mà cản bằng những cái thứ khác thì khách du lịch vẫn nhiều lúc vẫn có thể tự ý đi lên được các bạn. Nên là tốt nhất người ta không cho đi lên luôn để đảm bảo an toàn. View bá đạo chưa? Wow, cao lắm các bạn. Ở trên nhìn xuống cao lắm. Đường thì nhỏ nhỏ thôi. Đây là thị trấn vàng của Ấn Độ. Không có cái thứ hai các bạn. Không có cái thứ hai như vậy đâu. Đây là một cái rất là đặc biệt ở đây. Đỉnh chưa? Và đây cũng là kết thúc video review về gọi là nơi mà gọi là view đẹp nhất ở thị trấn này. Cũng như là review về ngôi nhà lớn nhất, ngôi nhà cổ nhất và ngôi nhà của người giàu nhất với lại xây lâu nhất trong 50 năm tại thị trấn này các bạn. Một trong những gọi là địa điểm phải đi của các bạn. Cực là phải đi luôn. Ấn Độ là nơi phải đi và thành phố này là nơi phải đi và địa điểm này là nơi phải đi luôn các bạn. Có thể mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video review tiếp theo ha.